Chào anh em ạ. Thì hôm nay mình về về nhà rồi mình làm nhà cửa đây anh em. Thì có một cái video này thì mình chia sẻ cho anh em để anh em rút kinh nghiệm nghe anh em. Thì mình có bán một cái bơm 68 cho một ông anh khách hàng ở xa anh em. Thì do cái chế độ vệ sinh của anh không tốt nên bơm nó bị dính, thì mình cũng có làm cái video phía dưới á để gửi đến anh em, cũng gửi đến cho ảnh. Thì ảnh bữa hả mình điện vô á thì mình nói tình trạng rồi ảnh đổi lại cái bơm khác hơn nghe anh em. Thì hôm nay mình nói cái video này để anh em rút kinh nghiệm là vì sao bơm mình nó bị dính, rồi nguyên nhân do cái trường hợp này là cho mình không kỹ đó anh em. Đó, đơn giản thì anh em hãy xem video thì mình bảo mình đổi cho ảnh, kiểu như là mình đổi lỗ cho ảnh anh em. Tại vì cái bơm bản thân mình bán cho ảnh nhưng không phải lỗi do cái bơm mình bán mà lỗi do ảnh vệ sinh không kỹ anh em. Thì mình cũng gửi ra cái bơm kia rồi, chừng nào tới thì mong ảnh gọi cho mình để mình hướng dẫn ảnh làm đúng kỹ thuật lại anh em, để tránh trường hợp nó bị tai hại gì nữa. Thì ảnh chạy được cũng 10 ngày hay gì á, cũng đủ tiền vốn của cái bơm nghe anh em. Nhưng mà làm vậy á là kiểu như máy mình làm không công như đó. Thì anh em cũng kinh nghiệm. Thì sau đây là cái video đó mình không có đem chuyên quay về, thì mình quay hơi gung thì anh em cũng thông cảm cho mình nghe. Rồi sau đây là cái video. Thì mọi người mình mới nhận một cục bơm này hồi 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 chào hồi xưa mình bán nè, nó hồi chạy được 10 mấy ngày tự nhiên nó đương đương không là nó nghỉ chạy nghe anh em. Mình nghi là dính, mà dính là trường hợp này mình không bảo hành. Thì mình cũng có nói trước khi bán rồi, cục bơm này là cục bơm 68 nghe anh em. Lâu quá mình cũng không nhớ nữa bơm gì nữa. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình coi. Còn anh em nào muốn bơm mua bơm 70 vip mình mới lấy về luôn nè, chưa kịp chưa có rửa gáy gì luôn anh em, rất là đẹp luôn. Vip nghe nè, cái này vip. Còn cái này thì mình bắt đầu mình tháo ra rồi mình quay lại mình làm, mình sẽ khui gan nha mọi người, cái cách chắc nhớt đồ chắc khui gan cho nè. Nó chạy cái chục ngày ngon lành rồi, cái tự nhiên đang chạy nó sững luôn, chắc mình nghĩ là dính rồi. Cái dính là chắc cho nhớt dơ bị mạt ha, nó bị chất giả rồi nè. Chạy ra lúc mà cái nhiệt độ lên cao đó, nó chịu không, nó không có độ nhờn á, lại nó dính. Rồi hả mà anh tự cho mình lại đúng rồi, mình ấy nè, đợi từ bữa thứ hai giờ mới tới. Bây giờ để mình lấy qua đây nha, còn riêng luôn. Đây nha mọi người, còn gin đó, còn gin gin đẹp quá nè. Thế mình tháo ra mình mới biết nha mọi người, cái bơm này mình dặn. Thử nghe nè, chắc kinh tì rồi anh em ơi, kinh trên hay rồi. Nếu mà nó không dính là mình sẽ bảo hành cho ảnh, mà dính là không bảo hành ngang mọi người. Chắc chắn là mình nghi là chắc dính rồi. Bây giờ không có đồ ấy nữa, cũng rất là đẹp. Để mình lấy đồ ra mình tháo ra nha mọi người.
Mình sẽ quay lại hết nha. Thì video này hơi dài thì mong mọi người thông cảm nha. Tại vì bơm này là bơm mình bán. Tại vì như mấy bơm kia thì mình còn lướt lướt qua được, còn bơm này mình bán mà. Nó khác luôn mọi người. Trời ơi. Không có cái súng dở quá. Để chỗ này không có thế. Đây mình hỏi anh mà đem cái súng mình về chưa mới được. Giờ mình không có súng rồi nè, thì bắt buộc mình phải dặn tay nhá nhẹ ra cái mới được. Mình tháo ra luôn. Để trên nó nặng quá. Góc này thì đẹp như mơ chứ cái gì. Tại vì từ đó giờ mới tháo lần đầu mà. Nè nè. Quá trời đẹp. Đây. Cũng ngời luôn. Ơi, nhớ anh bị mạt hay gì mà cái nào một lần nè. Anh cũng bơm nhậu luôn rồi. Bơm nhậu đó nó banh luôn rồi. Xước mấy lần sâu quá trời luôn rồi. Rồi, mình sẽ tháo xuống dưới luôn. Rồi dưới nó hết luôn nha rồi. Súng anh mình mượn rồi, mình chưa có, mình chưa đem về. Trời ơi. Ây da. Không có. Không có thế vậy. Không có súng là làm cái tè là ra. Nhẹ nhàng. Mình sẽ thấy lên đây rồi mình tháo ra cho dễ nghe nè. Mình sẽ quay tiếp luôn. Mình sẽ quay tiếp tục nha mọi người. Đây. Mình chỉnh cái tiền quay để thôi, nó gớt cái điện thoại vậy. Mình sẽ tháo ngay một lần. Đầu tiên là thấy cái bơm nhậu nó xước lặng nặng lắm luôn rồi. Ốc giờ mà còn cứng nữa. Làm đâu phải gọn gàng đó nha mọi người, chứ không làm khơi khơi được.
súng ngon quá rồi. Ốc nè, con khô gan thì thường ốc mở ra rồi làm không kỹ á là nó ướt nhẹp. Thôi để mình tháo mình quăng quăng bên cho nó lại ăn nha nè, ốc nào cũng vậy chứ nè. Phấn bụng nữa, cái nắp này thì còn khá ok, nắp này là nhìn chiều này thì còn khá ok để chiều kia đó. Giờ tới giai đoạn quan trọng. Trời ơi mẹ, quay cho anh em, trời ơi mạt nè, không nổi ơi, hỏi bơm nào mà chịu nổi. Để mình gỡ xuống mình quay cho anh em ra, ra đây cũng thấy nè, anh em thấy không, đây nè mạt nè, chạy nhớ sao bị mạt quá trời rồi. Này là dính trăm trăm rồi còn gì nữa nè, mạt nè. Bởi vậy mặt trà đầu tiêu hết trơn luôn, không biết dính mấy cụm nữa nè. Cái xước ngày ông nội cái bơm còn ngon lành luôn mà để một cái thôi 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 chẳng còn là gì luôn. Mình gọi điện cho anh cái, trời ơi nó cái nạo luôn mấy cái lăng này nè. Mình nãy tháo cái bơm dầu ra là mình biết rồi, để mình gắn vô rồi mình gỡ cái luôn rồi. Bởi vì mà có ai mà bán bơm mà nói hô bao chạy đồ á mà không có ra điều kiện rồi á là chỉ có nước rồi phá sản luôn á, bơm mình là dính chắc rồi. Trời ơi đầu này nó tà luôn nè anh em nè, tà luôn, tiêu rồi sượng cứng ngắc hết rồi, dĩ gì công luôn rồi, đẹp bơm đẹp hết hồn luôn, dính dính trái này theo anh em. Anh em thấy nè, này là do bị mạt chứ này anh em, cái máy anh là bản thân nó bị mạt á, để vô là super trao liền banh mạt nó chảy ra nè, thấy mê không. Cầm dưới này hên thì nó không có dính, mà ít khi nào dính cầm dưới lắm, dính cầm trên là nó chạy hết nổi rồi. Cầm dưới này thì mòn à, chứ chưa dính. Bởi vì mình nghi lắm mà. Mạt quá trời mạt rồi. Rồi để mình gọi cho anh, tại nãy anh cũng mới gọi cho mình. Quá trời ơi. Thì anh em mình cũng mới gọi cho anh rồi thì anh đang thắc mắc gì á. Thiệt tiếc gì đâu luôn mọi người, bơm 68 này bán ảnh rẻ mà ngon quá trời luôn, tuy nó không bằng bơm 70 chứ cũng còn quá ok luôn, mà anh để là dính ủng thiệt chứ mạt à, để xuống tới đâu rồi mạt nó còn chờ ra tới đó. Còn trong trái cái trái này thôi thì thôi khỏi nói luôn nghe nghe, nghe mọi người đây nè, mạt ra một lớp luôn. Bởi vì trong cái két thì là cảnh bây giờ là mạt nhóc luôn rồi, nó có mấy trái xuống dưới rồi xước luôn mấy cái này luôn nè, rồi hai cái mặt trà là tiêu hết, bị mạt mà tiêu hết.
mấy đầu thao lại xước nhám nhám hết trơn luôn nè. Đây mà anh xử lý làm sao nè, mặt còn dính trên cốt nữa nè. Vậy đó, rồi hỏi cái bơm nào còn. Đủ nhớt thì đang cạnh luôn, nhớt chỉ còn là một màu đen thôi, bóc lên tưởng đâu chạy nhớt giảm đâu, nhờ đâu nhớt cũng được nghe nè, nhớt này cũng được, không phải là do nhớt mà do mạt. Tiếc quá, thôi để mình đợi anh xử lý rồi sao nghe mọi người, chứ mình thấy mở cái bơm nhậu ra là mình biết bị mạt rồi.